Laudetur de Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 4 gồm có Trước hết là bản tin Kế đến là chia sẻ lời Chúa Và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Xuân Khánh theo dõi tin tức Chủ đề Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ ba Vatican, ngày 13 tháng 4, Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống đã công bố chủ đề của Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi lần thứ ba được cử hành vào ngày 23 tháng 7 năm nay lòng thương xót của người từ đời nọ sang đời kia. Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2021 bởi vì, theo Ngài, các ông bà thường bị quên lãng. Tuy nhiên, họ là sự kết nối giữa các thế hệ khi chuyển trao kinh nghiệm sống và kinh nghiệm đức tin cho thế hệ trẻ. Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được cư hành hàng năm vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ hai thánh Joachim và Anna, thân sinh của mẹ Maria. Đức Thánh Cha đã chọn chủ đề cho ngày này năm nay là Lòng thương xót của người từ đời nọ sang đời kia. Chủ đề này kết nối với chủ đề Đại hội Quốc tế giới trẻ từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay, cũng trích từ chương thứ nhất của phúc âm Thánh Luca, Đức Maria trở dậy và vội vã lên đường. Tuyên bố của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nói rằng, chủ đề của Đại hội Quốc tế giới trẻ cho chúng ta thấy thiếu nữ Maria lên đường đi tìm gặp người chị họ cao tuổi Elizabeth, và đã lớn tiếng công bố trong kinh Magnificat, sức mạnh của liên minh giữa người trẻ và người già. Vào ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi năm nay, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaero và mời các giáo sứ, giáo phận, hiệp hội và cộng đồng giáo hội ở khắp nơi trên thế giới cử hành ngày này trong bối cảnh mục vụ của họ. Đức Thánh Cha gọi hãng hàng không Ita của Ý là đôi cánh của giáo hoàng. Vatican, gặp gỡ ban giám đốc và nhân viên hãng hàng không Ita của Ý vào trưa thứ Sáu ngày 14 tháng 4, Đức Thanh Cha đã cảm ơn những người cách nào đó là đôi cánh của giáo hoàng để người kế vị Thánh Phaero bay đến tận cùng trái đất và mang tin mừng của hy vọng và hòa bình. Để cao tính năng của hãng hàng không, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng đôi lần Ngài tự hỏi, nếu Thánh Phaolô có cơ hội đi bằng máy bay thì việc gì sẽ xảy ra? Đức Thánh Cha đã nhắc lại chuyến tông du đầu tiên của một vị giáo hoàng bằng máy bay, ngày 4 tháng 1 năm 1964, Thánh giáo hoàng lô VI đã đáp chuyến bay DG-8 của hãng hàng không Italia để viếng thăm Thánh địa. Đức Thánh Cha nói rằng chuyến bay đó đã mở đầu cho các chuyến viếng thăm của giáo hoàng trên thế giới, một cách thức mới để thi hành thừa tác vụ của Thánh phêrô cho phép giám mục Roma đến với nhiều người, những người không bao giờ có thể thực hiện một cuộc hành hương đến kinh thành muôn thuở. Ngài muốn nói đến Roma. Các vị giáo hoàng kế nhiệm Đức Phaolô 6 cũng đã tiếp tục các chuyến thăm nước ngoài nhờ hãng hàng không của Ý và Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là một công việc rất quý giá, đòi hỏi năng lực, sự quan tâm và chú ý đến nhiều chi tiết, bao gồm cả công việc hậu cần khó khăn. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói đến vấn đề di chuyển khó khăn của ngài, nhưng nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên, ngài vẫn tiếp tục các chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha nói thêm: "Đối với tôi, điều quan trọng là được gặp gỡ mọi người, các cộng đoàn, các tín hữu" tín đồ của các tôn giáo khác, những người thiện chí. Gặp gỡ trực tiếp, nói chuyện trực tiếp khác với việc hiện diện bằng một thông điệp hay là qua một video. Và Ngài nhấn mạnh, được thanh tra đi để củng cố đức tin cho anh em mình, để gần gũi với những người đau khổ, để giúp đỡ những người dấn thân cho hòa bình. Tất cả điều này có thể được cũng là nhờ anh chị em. Vì điều này, tôi cảm ơn anh chị em và nếu chú muốn, chúng ta sẽ tiếp tục bay cùng nhau. Kết thúc bài nói chuyện ngắn, Đức Thánh Cha chúc cho ban giám đốc và nhân viên hãng hàng không Ita những điều tốt đẹp nhất trong công việc. Ngài xin Đức Mẹ đồng hành với họ. Kế hoạch chung kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Vatican thứ hai của Hội đồng Đại kết các giáo hội và Tòa Thánh Vatican. Từ ngày 22 đến 23 tháng 3, phái đoàn lãnh đạo mới của Hội đồng Đại kết các giáo hội và Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô Hữu đã có các cuộc họp tại Vatican và thảo luận về các kế hoạch cho việc kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nietzsche, công đồng chung đầu tiên. Đặc biệt, vấn đề các cơ hội đại kết do kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nietzsche mang lại đã được thảo luận trong các cuộc họp. Hội đồng đại kết các giáo hội được thành lập vào năm 1948 và đã được ba vị giáo hoàng viếng thăm, trong đó có Đức Thánh Cha Francisco. Trong chuyến viếng thăm Vatican vào hai ngày 22 đến 23 tháng 3 vừa qua, hội đồng đã giới thiệu ban lãnh đạo mới gồm Đức Cha Hendrik Bedford-Strom thuộc giáo hội Tin lành Luther, người điều hành ủy ban trung ương, Mục sư Jerry Pillay của giáo hội Cải cách Nam Phi, tổng thư ký, và Vasin Octavian Mohit của Giáo hội Chính thống Rumani, người đứng đầu chương trình về quan hệ đại kết. Vào ngày 23 tháng 3, phái đoàn của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô cùng với Đức Hồng Y Khua Cốc, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất Kitô Hữu và cha Andrei Krosromansky, viên chức phân bộ phụ trách các mối quan hệ đa phương, đã ý kiến riêng Đức Thánh Cha Francisco một sư Pilay đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha vì đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ơn gọi chung của các ký tư hữu là dấu chỉ hữu hình của sự hòa giải và hiệp nhất. Đặc biệt, Ngài đề cập đến sứ điệp do Đức Thánh Cha Francisco gửi đến hội nghị lần thứ 11 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô vào tháng 9 năm vừa qua. Về phía Đức Thánh Cha, Ngài tái khẳng định sự dấn thân không thể thay đổi của giáo hội trong việc theo đuổi con đường hiệp nhất các Kitô hữu. Phái đoàn của Hội đồng Đại kết các giáo hội cũng gặp gỡ đại diện các bộ có quan hệ công tác với Hội đồng, Bộ Cổ võ Hiệp nhất các ký thư hữu, Bộ Đối thoại Liên tôn và Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đặc biệt, trong các cuộc họp với Bộ vụ trách Đại kết của Vatican, hai bên đã nói về khả năng tăng cường hợp tác trong tương lai và các cơ hội đại kết cho việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nigeria năm 325. Các lễ kỷ niệm sẽ được cử hành vào năm 2025 khả năng hồi sinh trong phong trào đại kết, chủ đề về sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội về một sứ vụ chung và chứng tá trên thế giới cũng được nói đến. Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn dòng hiến sĩ giáo phận Milan Vatican, trong buổi tiếp kiến các tu sĩ dòng hiến sĩ giáo phận Milan, sáng thứ Sáu 14 tháng 4, Đức Thánh Cha chúc các tu sĩ sống niềm vui huynh đệ theo tin mừng, thánh hiến và phục vụ trong giáo phận. Trước hết về tình huynh đệ, đức thánh cha nói các tu sĩ là dấu chỉ của tình huynh đệ theo tin mừng điều này được thể hiện qua các tổ chức hoạt động công việc nhưng theo đức thánh cha tình huynh đệ cần phải được xây dựng bằng một hình thức sống cụ thể ổn định mà mỗi thành viên trải nghiệm theo một cách khác nhau, với tính cách và hồng ân cũng như giới hạn của mỗi người. Đây chính là điều đem lại niềm vui nội tâm cho tu sĩ, bởi vì đó là cách mỗi người trở nên giống Chúa Giêsu, đấng đã sống chiều kích trở thành người anh em của mọi người, một khía cạnh của màu nhiệm nhập thể. Về khía cạnh thứ hai, thánh hiến, hiến thân phục vụ, đi từ mẫu gương của Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng đã mang lấy thân phận con người để phục vụ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ, không phục vụ để được khen ngợi nhưng phục vụ một cách khiêm tốn kín đáo và đôi khi phải chịu sỉ nhục ngài nói chúng ta biết phục vụ là con đường của mọi kỳ tô hữu nhưng đoàn sủng của anh em là thánh hiến và những ai sống bên gọi này thánh thần ban niềm vui nội tâm và đức thánh cha đưa ra mẫu gương mẹ maria khi mẹ đến giúp người chị họ elizabeth không có nhiếp ảnh gia và các phóng viên đi theo lấy tin tức chỉ mình chú biết đây chính là hạnh phúc của phục vụ cuối cùng, đức thánh cha nói đến đặc tính giáo phận của các tu sĩ dòng hiến sĩ giáo phận. ngài giải thích, đây là một chiều kích nhập thể. anh em là các tín hữu thuộc về một vùng đất, một dân tộc, một giáo phận. hãy trung thành phục vụ mọi người. chúa giêsu đã cứu độ thế giới bằng cách hiến mạng sống vì những con chiên lạc nhà israel và như thế người đã hoàn thành lòng trung tín của chúa cha. đức thánh cha nhấn mạnh thêm, chúng ta không thể yêu nhân loại một cách trừu tượng, nhưng là yêu thương con người lòng trung tín rất cao quý một thánh vịnh đã nói điều này giữa loài người không một kẻ tín trung phục vụ giáo phận là trường dạy sự trung tín và anh em sống điều này trong tư cách là những hiến sĩ Israel hạn chế chính thống giáo cử hành phục sinh Jerusalem cảnh sát Israel hạn chế số Kitô hữu đến thánh mộ tham dự các cử hành phục sinh của chính thống giáo vào thứ bảy tới giáo hội chính thống cử hành lễ phục sinh vào Chủ nhật ngày 16 tháng 4 và thông thường vào đêm vọng phục sinh, hàng ngàn ký tơ hữu tập trung tại vương cung thánh đường được xây dựng ở nơi theo truyền thống Chúa Giêsu đã được chôn cất và sống lại để tham dự nghi thức trước lễ phục sinh của lửa thánh. Đây vẫn là một sự kiện được chờ đợi bởi các cộng đoàn giáo hội chính thống và các giáo hội đông phương cổ rải rác khắp thế giới. Trong những năm tại dịch, lễ nghi lửa thánh cũng được cử hành Năm nay, cảnh sát Israel đã ra lệnh chỉ có 1.800 kỳ tơ hữu được tham dự lễ nghi này, trong khi đó năm ngoái có 8.200 người. Để thực hiện điều này, trong những ngày qua, các trạm kiểm soát an ninh đã được tăng cường trong thành cổ, và cảnh sát khẳng định họ làm như vậy để đảm bảo an toàn và quyền tự do thờ phượng. Trước sự hạn chế này, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô bày tỏ sự bất bình trong một tuyên bố chung, Tòa Thượng vụ Chính thống Hy Lạp, dòng Francisco ở Thánh Địa và Tòa Thượng vụ Armenia cho rằng những hạn chế này là vô lý. Tuyên bố viết, sau nhiều nỗ lực thiện chí, chúng tôi không thể phối hợp với chính quyền Israel đang áp dụng những hạn chế vô lý và chưa từng có đối với việc tiếp cận thánh mộ hơn năm ngoái. Các vị lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các nghi lễ truyền thống đã diễn ra trong 2.000 năm qua và tất cả những ai muốn tham dự đều được mời theo truyền thống trong lễ nghi lửa thánh, Đức Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp của Jerusalem đi giữa đoàn rước long trọng, tiến vào nhà thờ thánh mộ và vào bên trong nơi được cho là hầm mộ. Tại đây, Ngài cầu nguyện, trên tay cầm ngọn đèn sáng quanh năm. Sau đó, ngọn đèn được tắt và sẽ được thắp lại trong nghi lễ truyền thống từ lửa thánh xuống từ trời. Các tín hữu chạy đến thắp sáng nến của họ từ ngọn lửa do Đức Thượng Phụ mang đến và cũng từ đây bằng máy bay, lửa thánh sẽ được đưa đến các cộng đoàn của các giáo hội chính thống và đông phương trên khắp thế giới. Tượng Chúa Kitô lớn nhất ở Mexico được khánh thành hôm chủ nhật phục sinh. Mexico, hôm Chủ nhật phục sinh ngày 9 tháng 4, tượng Chúa Kitô Hòa Bình nằm trên một bệ có chiều cao tổng thể gần 33 m đã được cung hiến tại hạt Tabasco thuộc bang Zacatecas, Mexico. Đây là tượng Chúa Kitô lớn nhất Mexico. Bức tượng đứng ở trung tâm của lối đi dạo trên đỉnh đồi tín ngưỡng và tôn giáo. Hiện diện tại lễ cung hiến có ông David Mondrian Avila, tổng thống bang Zacatecas, Jean Martinez, chủ tịch quận tabasco và luis manuel luevano diaz cha xứ nhà thờ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội ở thị trấn tabasco theo trang facebook chú kitô hòa bình cha xứ đã làm phép tượng và đưa ra thông điệp về niềm tin và hy vọng cho hàng ngàn tín hữu có mặt thống đốc bang zacatecas viết trên facebook rằng tác phẩm điêu khắc này lớn nhất ở mexico tôi mời tất cả các bạn đến viếng thăm và khám phá những điều kỳ diệu mà zacatecas mang lại miguel romo nghệ nhân tạo ra bức tượng cho biết phải mất hơn 2 năm để hoàn thành tác phẩm. Ông chia sẻ, nếu bạn nhìn, khuôn mặt được thực hiện rất đẹp, tượng chú cứu thế ở Brazil rất đẹp nhưng hơi hình học, với bàn tay, khuôn mặt và mọi thứ, không phải tôi. Tôi có xu hướng rất thực tế và nó rất khó ở độ lớn này. Tượng nhỏ thì rất dễ, nhưng ở tượng lớn thì rất khó. Bức tượng được làm bằng thép và nhiều loại polymer khác nhau. Bên trong tác phẩm điêu khắc có một cầu thang và bốn chỗ dừng cũng như đài quan sát cho du khách. Tác phẩm điêu khắc được đặt tên là Chúa Kitô của Hòa Bình bởi vì sau khi được cung hiến, những người thực hiện muốn sự yên bình đến với cư dân của Zacatecas, một bang bị bạo lực tội phạm có tổ chức hoàn hành. Một số người cho rằng tượng Chúa Kitô Hòa Bình ở Mexico lớn hơn tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro của Brazil. Thật ra, cả hai tượng đều có chiều cao bằng nhau, gần 30 mét, nhưng tượng ở Rio de Janeiro có bể cao hơn, gần 8 mét, trong khi tượng ở Zacatecas có bể cao chỉ 3 mét. Tượng Chúa Kitô lớn nhất là tượng Chúa Kitô Vu nằm ở Square Ba Lan, với chiều cao gần 36 mét. Tiếp theo là Chúa Kitô Hòa hợp ở Cochabamba, Bolivia, cao 34 mét. Kế đến là tượng Chúa Giêsu Cứu Thế của Tiwalan ở bang Vescacruz, Mexico, ở độ cao 31,3 mét. Hiện tại, bức tượng Chúa Kitô Người Bảo Vệ cao gần 43 mét đang được xây dựng ở Brazil. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 15 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ hai phục sinh Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Chúng ta đã cùng với toàn thể giáo hội mừng Chúa Giêsu phục sinh trong tuần vừa rồi. Và hôm nay chúng ta bắt đầu tuần thứ hai của mùa phục sinh. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục sống niềm vui Chúa Giêsu phục sinh như thế nào cho ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại của mỗi người. Chắc chắn đó không phải là niềm vui ảo tưởng, chỉ mang đến cho chúng ta một sự an tâm giả tạo với lối suy nghĩ là Chúa Giêsu phục sinh đã cứu mình rồi, mình chẳng cần lo lắng quan tâm để ý đến lối sống hiện tại của mình đang như thế nào. Nó đang sai lệch hay nó đang tăng trưởng lớn lên từng ngày. Chắc chắn đó cũng không phải là một niềm vui ỷ lại vì Chúa đã phục sinh và Chúa đã cứu mình mà nên mình cứ sống, mình cứ tiếp tục sống cuộc sống hiện tại này theo cách của riêng mình bài tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay cho mỗi người chúng ta nhiều điều để chúng ta suy gẫm và qua đó chúng ta có thể sống niềm vui với Chúa Giêsu phục sinh một cách có ý nghĩa hơn đó là chúng ta hãy tiếp tục cảm nghiệm cách Chúa Giêsu phục sinh đến với cuộc đời của mình như thế nào như đã đến với các môn đệ xưa kia và chúng ta cùng chia sẻ với các môn đệ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc sống thường ngày của mình. Điểm thứ nhất, chúng ta nhận thấy từ câu chuyện tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay, đó là Chúa Giêsu đến và đứng giữa các môn đệ. Trong chính lúc các ông đang hoang mang lo sợ, các ông đã bỏ thầy mà chạy trốn. Có ông đã công khai từ chối mối quan hệ với thầy, nhưng thầy Giêsu chẳng bao giờ bỏ rơi những người môn đệ của mình. Tình yêu thương của Thầy giê mãi mãi dành cho từng người môn đệ. Yêu thương từng người đến tận cùng. Có những lúc trong cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta lại rơi vào trong hoàn cảnh nhiều thử thách và chúng ta mang nỗi lo lắng hoang mang. Có khi chúng ta rơi vào hoàn cảnh tâm tối tội lỗi và chúng ta xấu hổ lẫn trốn những lúc đó chúng ta rất dễ suy nghĩ rằng chắc Chúa đã bỏ mình nên mình mới như thế này. Chắc Chúa đã không còn quan tâm và yêu thương mình nữa vì mình đang tâm tối tội lỗi. Khi chúng ta suy nghĩ như thế, chúng ta quên mất rằng Chúa vẫn đang đến và đứng bên cạnh mỗi người chúng ta như xưa Chúa Giêsu phục sinh đã đến và đứng giữa các môn đệ trong chính lúc các ông đang hoang mang sợ hãi, dù các ông đã chối bỏ thầy. Nếu mỗi người chúng ta có một tấm lòng luôn thao thức, được gặp Chúa, dù mình đang ở hoàn cảnh nào, dù mình đã vấp ngã vì yếu đuối, thì mỗi chúng ta sẽ có cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, đấng luôn ở bên cạnh mỗi người trong mọi hoàn cảnh, vì Chúa vẫn yêu mỗi người đến tận cùng. Điểm thứ hai chúng ta có thể nhận thấy từ câu chuyện tin mừng này đó là khi Đức Giêsu khi Chúa Giêsu phục sinh đến với các môn đệ thì Chúa chẳng trách mắng môn đệ lời nào khi gặp lại các môn đệ dù các ông đã bỏ rơi thầy, các ông đã phản bội thầy Giêsu trước đó. Nhưng lời đầu tiên Chúa nói với các môn đệ là bình an cho anh em và sau đó chúa lại lặp lại lời này một lần nữa bình an cho anh em. Câu nói bình an cho anh em không phải là lời chào mà bình thường những người Do Thái vẫn thường chào nhau như vậy. Khi Chúa Giêsu phục sinh đến với các môn đệ, Chúa muốn trao bình an đích thực cho mỗi người môn đệ. Vì sau câu nói bình an cho anh em, Chúa Giêsu phục sinh đã cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn của người. Khi cho các môn đệ xem và chạm vào tay cũng như cạnh sườn của mình, Chúa Giêsu phục sinh đã mời gọi các môn đệ hãy cùng cảm nghiệm, hãy cùng chia sẻ kinh nghiệm vượt thắng đau khổ, kinh nghiệm vượt thắng sự ác và vượt thắng cái chết của mình. Vết thương giờ đây đã là một vết sẹo, một dấu tích của sự chiến thắng mà Chúa Giêsu phục sinh đã trải qua. Chúa Giêsu phục sinh đã đến gặp các môn đệ và trao bình an đích thực cho các môn đệ như thế đó. Vì thế, một hôm nay mỗi chúng ta cũng được mời gọi hãy mở lòng để gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang đến với mỗi người và vẫn đang trao bình an của Chúa phục sinh cho mỗi người chúng ta. Bình an đích thực mà Chúa muốn người môn đệ cũng như mỗi người chúng ta hôm nay đón nhận không phải là cảm giác yên tâm thoáng qua nhưng đó là một bình an đích thực đến từ chính kinh nghiệm được chia sẻ mầu nhiệm vượt qua của thầy Giêsu đó là cùng với thầy Giêsu dám sống như người con của Chúa đến tận cùng dù bị mất đi nhiều điều hay phải rời bỏ nhiều điều hay dù bị giết chết. Chúa sẽ mang đến cho mỗi người chúng ta điều tuyệt hảo hơn, mang đến cho mỗi người chúng ta sự sống của chính Chúa. Để đón nhận bình an đích thực từ Chúa Giêsu phục sinh, mỗi chúng ta cũng như các môn đệ xưa kia cần chạm vào Chúa. Hay nếu nhìn từ góc cạnh khác là hãy để cho Chúa Giêsu phục sinh chạm vào bản thân của mình. Chúng ta hãy trao cho Chúa chính con người của mình, cuộc đời hiện tại của mình, cho dù chúng ta vẫn còn trong bóng tối, vẫn còn yếu đuối, vẫn còn những cái vấp ngã. Hãy trao con người của chúng ta cho Chúa và chúng ta hãy để Chúa chạm đến chính bản thân mình. Chúng ta hãy để Chúa Giêsu phục sinh hướng dẫn mình bước tiếp hành trình vượt thắng những cám dỗ, vượt thắng sự ác nơi bản thân mình cùng với Chúa Giêsu phục sinh. Bình an đích thực đó sẽ cho mỗi chúng ta sức mạnh nội tâm để mỗi người dám đối diện với thực tại thách đố mà chúng ta đang gặp và giúp mỗi người chúng ta sống vươn lên trong sự sống của Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được sống niềm vui của Chúa Giêsu phục sinh một cách ý nghĩa qua việc tiếp tục cảm nghiệm cách Chúa Giêsu phục sinh vẫn đang đến với cuộc đời của mình qua kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh trong cuộc sống thường ngày của mình và qua kinh nghiệm được chạm vào Chúa Giêsu phục sinh đó là được cùng với Chúa Giêsu phục sinh sống màu nhiệm vượt qua trong cuộc sống của mình chúng ta hãy cầu xin cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta sống niềm vui Chúa Giêsu phục sinh một cách có ý nghĩa không phải chỉ dành riêng cho mình thôi như xưa Chúa Giêsu phục sinh đã đến gặp các môn đệ trao bình an đích thực cho các môn đệ và mời gọi các môn đệ cùng chia sẻ sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao phó ngày hôm nay chúng ta cũng xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được kinh nghiệm gặp Chúa Giêsu phục sinh thật sâu xa và rất thật trong cuộc đời của mình để mỗi chúng ta tiếp tục cùng Chúa Giêsu phục sinh lan tỏa tình yêu, lan tỏa ơn tha thứ, lan tỏa niềm tin và sự sống của Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Amen. Vatican News tiếng Việt chuyên mục nữ tu trong giáo hội một ngôi nhà nhỏ với sứ vụ lớn dòng các nữ tu thừa sai Chúa Giêsu chịu đóng đinh mang đến sự hiện diện của niềm hy vọng và tình liên đới ở vùng ngoại ô Porto Alegre, Brazil làm chứng cho câu nói rằng nhà là nơi có trái tim. Hàng trăm gia đình được hỗ trợ mỗi ngày, 250.000 bữa ăn nóng được cung cấp vào năm 2022. 2.500 mét vuông để liên tục hỗ trợ hơn 1.000 người và hàng ngàn cuộc đời được thay đổi. Đây là những con số nói lên một nơi chốn của trái tim, nơi mà tâm hồn sống động của những người trú ngụ trong Villa Maria da sao ở vùng ngoại ô porto alegre thủ phủ của bang rio Grande do Sul brazil có thể cảm nhận được ở những vùng ngoại ô này nơi những điều kiện sống hết sức dễ bị tổn thương nơi hầu hết các dịch vụ cơ bản đã không còn và sự chia rẽ gia đình cũng như bạo lực cộng đồng chiếm ưu thế các nữ tu thừa sai của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là sự hiện diện của hy vọng và tình huynh đệ với cơ sở Pekena Kasa da Criança, ngôi nhà nhỏ của trẻ em, nơi hoạt động vì mục đích vĩ đại trong 66 năm. Thực ra, cơ sở không chỉ đơn giản là ngôi nhà của các em. Ở đây, thanh niên, người cao tuổi và các gia đình cũng được chào đón nồng nhiệt tìm được nơi trú ẩn khỏi những dông bão của cuộc đời và không gian cho những giấc mơ, điều mà chỉ một ngôi nhà mới có thể mang lại. Xét cho cùng, như Pliny đã nói 2.000 năm trước, nhà là nơi có trái tim. Trong một cuộc phỏng vấn của Lopsep Vato Romano, Sir Pierina Lorenzoni, phụ trách hội dòng giải thích, Pekena Casa da Crianza tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo nghề nghiệp Mục tiêu của nó là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người ở mọi khía cạnh: thể lý, trí tuệ, tình cảm, xã hội và tinh thần, với mục tiêu tạo ra một ảnh hưởng kinh tế xã hội trong bối cảnh hoạt động của nó thông qua các giá trị Kitô giáo. Trong số 479 gia đình nhận được hỗ trợ vào năm 2022, 25% có thu nhập gia đình thấp hơn mức lương tối thiểu. Khoảng 70% gia đình chỉ có cha hoặc mẹ và 40% chủ gia đình thậm chí chưa học xong giáo dục phổ thông, 86% là phụ nữ, trong khi 70% là người da màu hoặc người lai. Hơn nữa, hơn một nửa số nhà ở chật chội và không tốt cho sức khỏe vì thiếu hệ thống cấp nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Hoàn cảnh này cho thấy một trở ngại trong việc bảo đảm các quyền xã hội của những người này. Trong đó có quyền được giáo dục, điều này thúc đẩy mạnh mẽ hội dòng tiếp tục công việc. Ngày nay thông qua các chương trình khác nhau, hội dòng không ngừng hỗ trợ 937 người, bao gồm cả trẻ em, thiếu niên, người trẻ và người cao tuổi. Trường mầm non và tiểu học có 419 em, hỗ trợ chỗ ở và tăng cường mối quan hệ, học hỏi sau giờ học cho 164 trẻ em từ 6 đến 17 tuổi. Một vụ đường phố tập trung vào việc chăm sóc 252 trẻ em có tiền sử lao động trẻ em cũng như người nghèo hoặc vô gia cư, dự án người trẻ học nghề giúp hơn 50 thanh niên tham gia thị trường lao động, các nhóm dành cho người cao tuổi, hỗ trợ tâm lý, xã hội cho cộng đồng. Ngoài ra, các nữ tu đặc biệt chú ý đến hoàn cảnh sống của phụ nữ ở các vùng ngoại vi và thúc đẩy việc tiếp cận văn hóa Sơ Lorenzoni giải thích rằng hạt giống đã mang lại những kết quả này đã được gieo vải từ rất lâu đó là vào năm 1919 tại Campinas, bang Sao Paulo Nhờ sáng kiến của cô Maria Villac một nhóm phụ nữ thuộc các bối cảnh xã hội khác nhau các thế hệ và sắc tộc khác nhau được thành lập Họ bắt đầu gặp nhau suy niệm đang thánh giá và thực hiện các công việc của lòng thương xót Vào thời điểm đó Điều đó có nghĩa là dành thời gian ở các vùng ngoại vi của thành phố, bước vào những ngôi nhà của người nghèo trong các nhà máy, gặp gỡ các công nhân và nhà tù. Trong những năm qua, nhờ đời sống tôn đồ và thiên liêng nhiệt thành, nhóm đã phát triển đáng kể dẫn đến việc thành lập Hiệp hội các nữ thừa sai Chúa Giêsu xu chịu đóng đinh, với sứ mạng thăm viếng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các trung tâm dạy giáo lý trong một bối cảnh được đánh dấu bởi bất bình đẳng xã hội được hình thành bởi sự tăng tốc của quá trình công nghiệp hóa ở các thành phố sao paulo và campinas tin tưởng vào sức mạnh truyền giáo của nhóm và để bảo đảm tính liên tục của kinh nghiệm kitô giáo này đức cha francisco de campos barreto lúc đó là giám mục của campinas đã đề nghị biến hiệp hội thành một dòng tu một chân trong thế giới và một chân trong tu viện. Do đó vào năm 1928, dòng nữ tu thừa sai Chúa Giêsu xu chịu đóng đinh đã ra đời với đặc sủng ra đi tìm kiếm những người túng thiếu nhất. Một trong những nữ tu có ảnh hưởng lâu dài đến lịch sử của hội dòng là Nelly Capuzzo, sinh tại Goyas. chỉ được chọn để thực hiện sứ mạng của mình tại thành phố Porto Alegre, bằng cách bắt đầu làm việc với các gia đình và trẻ em nghèo sống ở khu vực xung quanh cảng của thành phố. Tuy nhiên, sau khi một trận lụt xảy ra trong khu vực, các gia đình phải tìm nơi khác để sinh sống và định cư tại Villa Maria da Conceição, còn được gọi là Morro da Maria de Golada. Sir Lorenzoni chia sẻ, chính tại nơi này, cách xa trung tâm và thiếu các phương tiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trợ giúp, Nữ tu này đã thực hiện công việc của mình bằng cách thành lập cơ sở Pequena Casa da Criança vào năm 1956, một nơi để bảo vệ và thăng tiến sự sống. Trụ sở đầu tiên của dòng vào thời điểm đó là một căn lều nhỏ bằng gỗ. Điều này giải thích tên của dự án. Sơ Lorenzoni nhấn mạnh, nhà đối với chúng tôi có nghĩa là nơi chào đón, gặp gỡ nhưng cũng là nơi cử hành và dạy giáo lý nghĩa là một không gian nơi cộng đồng có thể đến với nhau và cho đến ngày nay dòng vẫn tiếp tục là ngôi nhà của chúa tồn tại để làm điều tốt cho tất cả mọi người không có sự phân biệt câu chuyện về ngôi nhà nhỏ do đó được đan xen với câu chuyện của cộng đồng chú ý đến những nhu cầu cụ thể của nó ví dụ dòng dành một phần tòa nhà để làm một phòng khám bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe các dịch vụ được cung cấp rất phức tạp và đa chiều chính vì các nữ tu ghi nhớ mục tiêu thúc đẩy sự phát triển con người toàn diện không chỉ tiếp cận những điều cần thiết trong đó có dinh dưỡng đồng hành tâm lý và xã hội mà còn cả hoạt động tâm linh để cổ vũ đức tin nền văn hóa hòa bình và tình huynh đệ một sức mạnh thiết yếu trong việc chống lại bạo lực cộng đồng Cách đây khá lâu, Pekena Kasa Dakriyansa không còn nhỏ nữa. Bất chấp những thử thách khó khăn hơn bao giờ hết, hội dòng tiếp tục ấp ủ hy vọng xây dựng một tòa nhà mới nơi sẽ cho phép nhiều người đăng ký học mẫu giáo và tiểu học hơn, đồng thời tăng gấp đôi số người được hưởng lợi từ các chương trình của tổ ấm. Sir Pierina Lorenzoni giải thích, hơn nữa, các nữ tu thừa sai của Chúa Giêsu chịu đóng đinh không chỉ tham gia ở một số bang ở Brazil mà còn ở Chile, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Peru, Angola, Mozambique và Kenya. Hiện diện sống động ở những vùng ngoại vi này của thế giới là dấu chỉ trung thành với đặc sủng của hội dòng. Với sứ mạng ngay từ đầu của hội dòng là luôn hiến thân trong một hình thức truyền giáo chú ý đến hoàn cảnh của người nghèo. Các nữ tu đã đi trên con đường này và như dòng sông tìm về biển cả, các chị tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ mới, ý thức được tầm quan trọng của việc không ngừng ra khơi. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. ダレットはデスクリトスが研究で受け取る。